Các bác nhìn thấy mê chưa? Ở một con đài radio của Đức chạy toàn bóng đèn hết. Chạy toàn bóng đèn hết ạ. Các nhìn này. Chỉ cần nguyên con loa toàn giải này của nó. Riêng con loa toàn giải này các bác mua bán rời nó cũng phải có tiền triệu trở lên rồi. Nguyên con toàn giải này. Còn nguyên bọc nữa các bác nhá. Còn nguyên dây bọc nó còn zin hết luôn. Bọc zin hết luôn. Game money. Dập chìm hết luôn. Tất cả chạy bóng đèn hết bao nhiêu này, chạy bóng đèn tất ạ. Con đài radio đến từ nước Đức đây, rồi à, vỡ vỡ phải vỡ không bác? À không phải đâu bác ơi, đây không phải vỡ nha, đây là cái cạnh dập, nghĩa là cái dập các góc các cạnh cái bọt thủy tinh chứ không phải vỡ. Em lại tưởng vỡ. Vỡ thì phải báo vỡ thôi. Không không vỡ bác nhá, không vỡ đâu nhá. Tất cả bác nhìn này, những cái điểm này còn nguyên hết này. Chưa cắm vít vào đâu. Còn nguyên hết luôn. Đấy. Con đài radio đến từ Đức, còn đây là dây anten này. Dây anten họ gắn chạy theo đây. Luôn có một bát này, một con loa nữa à. Đây cũng một con bóng đèn này. Có cần thiết phải một con đài radio làm như thế này không? Bác còn chưa biết đâu, phía dưới này này. Tất cả chi tiết của nó nằm dưới này có rất là nhiều luôn này. Nó nhìn này, nó còn kín chi tiết dưới này này. Đấy. Dưới cái hầm này này, trong cái hộp này này còn nhiều chi tiết lắm, rất là nhiều luôn. Chứ đây là chỉ là những phần bóng đèn đặt nổi thôi. Còn phía dưới này, bên trong cái hộp còn quá nhiều luôn. Đấy. Chiếc này có mức giá là 5 củ 8. 5 củ 9, 5 củ 9. Đây. 59 đấy. 59. Em nhìn kỹ nào. Con này có cả đường cắm ra loa bác ơi. Ừ, hay nhỉ. Con này lại có cả đường cắm ra loa này. Đây phải đường ra loa không bác? Đúng không? Ô thế thì vậy là con này chạy được cả công suất à? Thế gì? Con này có rắc bắp chuối để cắm loa. Thế thì chứng tỏ là con này nó vừa con này làm được cả âm ly công suất này. Âm ly công suất bác ạ. Con này làm được âm ly này. Bác nào chơi cả con này về cả radio này, cả chế cháo chơi dùng âm ly đèn này, đánh loa tuần giải. Quá đỉnh luôn này. Đây gì? Đấy, nhìn thấy thế thôi. Còn em cũng nhiều lúc không nắm được hết đâu. Bác nào biết cái gì thì bác cũng cho em vài cái lời bình luận và ý kiến vào đây cho em. Thật ra là không biết được hết đâu, biết thế nào được hết bác. Cứ cái gì cũng nhảy, biết thế nào được ạ. Làm sao biết hết được. À đây đây, cái bảng đây. Cái bảng này, cái bảng của nó đây ạ. Cái bảng thông số của nó đây thì mình nhìn thì mình sẽ biết. À cái cổng đấy. Cái cổng của nó đây bác ơi. Lô bác treo 5 ôm. Đấy. 5 ôm. Đây radio ken watt cái gì này? Đời cái gì đây, cái gì 2019 này, đẹp đấy bạn, giá trị. Trong đây còn cái bảng sơ đồ nhé, đây cái bảng sơ đồ này bác nào hiểu thì về sẽ tìm hiểu từ đây này. Nó có bóng này EF41 là cái gì đây này, M34 này, cái gì quái gì EBC41 này, L41 này. Đây toàn hình như kiểu sơ đồ của bóng đèn này. EF41 này, ECH42 này. Ui giời, chịu chịu chịu. Bó tay. Đây về các bác đọc nhé. Máy dã man luôn. Đây còn về phía trước. Về phía trước của nó đây ạ. Để em quay ra phía trước em nhấc ra cho nó đẹp. Để nhấc nhẹ này chứ không ấy. Đấy. Đây ạ. Phía trước này, lưới đẹp chưa? Lưới đẹp mỹ mãn luôn nhá. Radio này. Bật hết. Đây còn cái bóng đèn nữa. Đấy. Con nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Model của nó là 2008 UKW. Rồi chào các bác. Em Tuấn chào các bác nhé.
Thời gian qua thì báo cáo các bác là các bác cũng đã được em giới thiệu đến các bác khá nhiều đây, khá nhiều những cái dòng máy tính này. Đây là những chiếc máy tính của thương hiệu Dell, chip Core i5 và Core i7, RAM 8 GB. Thì có nhiều khách, nhiều các bác thì đã được đón nhận dùng rồi, nhưng mà có nhiều bác thì cũng chưa được biết, có khi là đang dùng cái hàng của em rồi rất nhiều rồi, bởi vì những cái bộ như này đi nó cũng phải 40-50 bộ, với i7, i5 thì nó nhiều hơn. i7 thì nhiều bác tầm tiền tùy mỗi thợ bác thích. Thì sau đây em Tuấn sẽ khui cho các bác để xem các bác biết là cái lõi, cái ruột gan, cái máy tính các bác mua của em Tuấn nó như thế nào nhé các bác nhé. Về cho bác rất nhiều, em sẽ khui cho bác được biết nó như thế nào và những cái hàng bãi nó giá trị như thế nào để cho bác được tham khảo cũng như là tìm hiểu về cái hãng này. Thì sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu đến các bác con màn hình. Con này là con Dell chip Core i5, đầu 6, RAM 8 GB, màn hình 24 inch, màn 24 inch, giá 6.980.000, giá 6.900.000, có đế hết tất cả. Bây giờ cả cái màn hình này bây giờ báo cáo bác là nó là một bộ máy tính luôn rồi, chứ nó không có cái cây nằm ngoài nữa, bác chỉ cần cắm điện vào đây là chạy thôi. Thì sau đây em Tuấn sẽ nhé, các bác nhớ hộ em này, cái máy này này bác chỉ cần gậy này đấy, gậy mạnh cái nắp lên là nó ra. Tất cả xung quanh đây nó dùng bằng cá, có nhìn chưa, bằng cá cá hết, có nhìn chưa đấy, phải nói luôn là nó quá đẹp đấy, có nhìn chưa. Thì sau đây thì các bác sẽ được nhìn chi tiết những cái sản phẩm mà các bác lấy của em Tuấn về đấy. Và bây giờ là các bác, cái mặt trước của nó là cái màn hình gì không nói, thì để đi vào chi tiết hơn thì em Tuấn sẽ giới thiệu cho bác nhé. Đây, cái thứ nhất là ở cái mép bên trái màn hình thì hàng ngày bác nhìn thấy nó có đây. Con này là con Core i5 nhé, có hai cổng USB đều tốc độ cao luôn, nó có chân màu xanh này, một cổng thẻ nhớ, một cổng tai nghe, ok chưa. Đấy, đấy là về những bác nhìn thấy. Còn về đây, bây giờ phía dưới gầm thì dưới gầm bác nhìn thấy rồi, dưới gầm mọi ngày em đã giới thiệu rồi, nhưng hôm nay muốn cho các bác nhìn cho nó kỹ hơn chút nữa. Đấy, bác nhìn đây, ở dưới gầm thì nó gồm có này, rắc nguồn này, đây rắc cắm nguồn này, cổng cắm mạng LAN này, đây là cái cổng cắm mạng LAN. Cái cổng cắm mạng LAN này các bác có thể cắm mạng có dây vào đây hoặc là để cắm để truyền tải dữ liệu từ nhiều máy tính với nhau, có đây là mạng LAN. Tiếp tục lại còn có hai cổng USB tốc độ 2.0, có nghĩa là tại sao họ vẫn thiết kế này, bởi vì có nhiều cái USB và nhiều cái chương trình nó vẫn phải cần đến tốc độ 2.0. Còn bên tiếp đây nữa là nó bốn cổng USB tốc độ cao từ 3.0 trở lên, tốc độ cao. Vậy là tổng cổng USB của cái máy này nó lên đến 8 cổng USB nhé, trong đó có 6 cổng tốc độ cao và hai cổng 2.0. Ngoài ra thì có đến 3 cổng HDMI, 3 cổng HDMI nhưng mà lại có cổng HDMI cắm vào cổng in và cổng out. Là tại sao? In là các bác có thể cắm từ một cái máy chiếu, hay là một cái đầu đĩa nào đấy để cắm để trình chiếu trên cái màn hình này, bởi vì màn hình nó rất to rồi, 24 inch. Ngoài ra thì các bác có thể lấy tín hiệu từ cái máy tính này cắm lên máy chiếu hoặc là lên một cái máy trình rộng hơn nữa, nó có cổng out của HDMI nữa và cổng HDMI của quốc tế này. Ngoài ra còn một cái rắc cổng hai tròn cuối cùng. Đấy, có nhìn chưa? Đấy, đấy là cái về cái biểu tượng. Còn phía tất cả phía dưới này, đều là loa bác nhé. Loa nằm hết ở phía dưới này. Loa, hệ thống loa cũng khá là hay. Đấy. Đây là loa. Còn là sau đây thì em Tuấn sẽ đây khui nốt còn cái phần này thôi nhá. Cái phần này là phần bảo vệ, rồi gồm có RAM, bảo vệ gồm có RAM và ổ cứng nằm ở đây. RAM và ổ cứng. Đấy, RAM ổ cứng nằm ở đây. Đấy. Nha. Đây, em Tuấn nhá, mời các bác nào. Được chưa? Xem nào. Đây. Đấy. Nhìn chưa? Thì cậy nhẹ nó ra. Nắp ra. Thì khi cậy này ra thì bác đã nhìn thấy tất cả toàn bộ chip RAM, ổ cứng và CPU nó nằm hết ở đây luôn. Thì sau đây em Tuấn sẽ quay cái camera nó gần lại cho bác để cho nó hợp lý hơn, để cho bác theo dõi nó kỹ hơn nhé. Đấy.